Chuyện cho mọi người bà con ở đây hay biết, bà đã đi về tu với chư thần và thường ẩn hiện để đổ cô linh. Vậy kính mời bà. Lớn lên nè. Chẳng qua là ở chùa ở núi Dầu Phù Hông 10 năm để nhang khói, và ở chùa Thới Sơn và ở chùa Tồng Sơn. Từ nhỏ lớn lên cha mẹ nghèo phải đi ở chùa ở miếu, cho nên cô ta thấy cuộc đời bạc phận vô duyên nên tự giận nhiều lần, cho nên lang thang trên khắp nẻo đường. Là có lần đi về dù không tính là nhảy xuống cái hang cái giò mà hai hai đứa trò tình nhân tự giận đó, nhưng mà nhờ có ông lão kia khuyên ở đốt nhang cho cái dù không. Cho nên vậy mà cô ta kể lại cuộc đời rất đau khổ, và coi như sau khi mà cô ở chùa Thái Sơn là bệnh tiểu đường, cho nên vậy mà ở trong chùa không có thể bảo quản được sức khỏe, cho nên cô lang thang trên mạng rồi về nhà coi tôi điều trị hết bệnh tiểu đường rồi, sức khỏe tốt, làm công quả, cho nên vậy mà từ cái ngày về mình thì bệnh nói chung là bình phục. Cô ta rất năng nổ trong cái việc làm công quả. Nhưng mà đối với đạo á, Phật giáo Hòa Hảo, những cái phần mà nói lên lên xuống xuống là cho là mê tín dị đoan hoặc tà đạo. Nhưng mà tôi đính chính với tất cả quý vị, sau cái phần dương nó có phần âm, và sau con người sống chúng ta còn có linh hồn. Cho nên trước đây ông bà hay nói là ma quỷ xuất hiện ở dọc đường. Tôi có ông nội là ông nói cách đây khoảng năm bảy chục năm về trước, là tôi còn nhỏ, ông nội tôi ông nói là chiều chiều là đi chơi với ma. Là bị gì hồi đó đó, là một cây số có một cây nhà mà cây mọc âm tầm, cho nên cái khí âm u, cho nên ma quỷ thường hay xuất hiện. Cho nên ông nội tôi lắm nói chiều chiều đi chơi với ma. Cho nên vậy mà trước đây bà con mình thấy ma hiện hình hoặc là ma giấu lích, nhưng mà gần đây không thấy nữa, là tại vì cái người vuông quá đông và khí giới quá nói chung là lấn âm, cho nên âm nó ẩn, là cho nên vậy quý vị mình thấy á, là có nhiều người bị ma nhập, tức là bị cái phần hồn nhập, ta kêu ma đó. Cho nên vậy mà cô gái mà khi bị cái đằng dưới, tức là cái phần hồn khác nhập vô, làm cho ông chồng bất bình, là con vợ mình hay nói chuyện ban đêm sầm sàm, ta chẳng qua là cái hồn khác nhập vô. Cho nên gần đây ông Tấm Nữ ở Bắc Hân Hòa, ông đó có sứ mạng là bị trên cho nói chuyện với phần hồn năm nay 30 năm, cách đêm hai đêm ta trở lại là ba người năm người, là cái hồn đó ở đâu, chết vào ngày giờ nào, đi theo cái xác này bao lâu để làm gì. Và ông khuyên cái hồn đó kể gì cũng cấm đi tu đi, sau này dự hội long quan. Thì ông báo với tôi là từ ngày mà ông có sứ mạng nói chuyện với phần âm đó, năm nay là 30 năm, ông gửi gì cũng cấm tu này tính ra là mấy ngàn, chứ trong cái vườn sau ông là mấy ngàn. Cho nên vậy mà ở đây bà con mình cũng tin rằng ở trong cái phần xác của mình đó có cửu quyền về độ, tức là cửu quyền quyền mình là chết mà chưa siêu, cho nên còn về núi học đạo, lâu lâu xin phép chư thành về độ con cháu. Cho nên khiến cái người ăn mặn là trở thành trai, con người quậy là trở lại làm hiền, cho nên trong đó có cửu quyền độ. Và có một số đó là gọi là không phải cửu quyền độ, mà là cái phần hồn đó là quậy nó độ, nó nhập. Cho nên có nhiều người cái phần hồn nhập vô rồi hành hạ quậy quạng xóm làng, làm đau khổ cái người thân, cho nên đó là cái phần hồn đó là phần hồn ma quỷ. Cho nên vậy mà hôm nay thì tôi được cái biết cô linh này đó là do bà cố chuyển thiện, là chuyển hồi nhỏ tới lớn, cho nên vậy mà cô ta độc thân, từng đi ở chùa 10 năm ở núi Cù Hông 10 năm, cho nên vậy mà vẫn ở vậy. Cho nên quý vị mình thấy người phụ nữ nếu không có bề trên che chở đó, không bao giờ là ở độc thân bao nhiêu năm đâu. Hồi lúc còn son trẻ là thế nào cũng phạm vào tình ái, nhưng mà cô nay cũng như một bậc năm nay gần 50-60 tuổi đời. Như vậy thì trong cái phần xác của cô có bà cố
là đi theo nói chung mấy chục năm để chuyển cái phần khác này tu hành. Cho nên vậy mà hôm trước qua tâm nữ thì cô cũng xuất ra để nói chuyện với ông Tám. Thì nãy giờ tới chùa đây bà cô cũng muốn xuất ra để nói chuyện cho cái người Dương biết rằng ở trong cái tán cô này có cái phần âm là bà cố đi theo để chuyển cho đi tu, chứ không phải là cái vấn đề. Cho nên ở nhà tôi 3 giờ là cô thức rồi, cô mở đèn ra hết trơn, cô ngồi niệm Phật. Mà tôi thì 4 giờ rưỡi mới thức, mà cổ 3 giờ cô thức rồi. Cô thức niệm Phật như cái vấn đề giả kinh giả. Như vậy nếu không có bề trên sổ thì không có tu tinh tấn gì đâu. Cho nên vậy mà hôm nay thì cho phép bà cô đó, hồi đó giờ có theo cái xác này độ thông hành, thì hôm nay xuất ra để nói chuyện cho bà con ở đây hay biết bà đã đi về tu với chư thần và thường ảnh hiện để đổ cô Linh. Về kính mời bà. Lớn lên nè. Ba tuổi rồi, sanh nó ra, nó chết thường 3 lần, theo nó đến giờ là 61 tuổi. Còn cả tổ cô của nó là đã lơ lửng lửng theo nó cũng vậy. Bà con do bà con ở đây cũng được thiện nó, thì bà tổ cô nó không đủ thường. Thì đây tôi đã về đây để giữ cái xác này cho nó tu theo ông cấp. Thì sao ông cấp quyết được cái xác này, tôi cảm ơn ông cấp luôn. Nhà bà con rất đạo, phải giữ được xác này tốt lắm. Chứ là nếu lên đi là từ lưa không có ai chứa nó được nữa. Thì sao nó tạo được ông cấp thì cho tôi biết cái sao tạo được gì về nhà ông cấp. Kể lại coi ở chùa nào bao nhiêu năm, ở dù không bao nhiêu năm. Ở nhà mười năm, mười không á, mười năm. Rồi mười năm đó, cái ông sư ở trên chùa Thái Sơn á, dụ nó nói mày giờ mày bỏ đây đi, mày về đi, tao nuôi mày tới già. Nó đang bệnh từ hai lần rồi, bị phổi thiếu thận. Rồi cái chính quyền á, thôi giờ đưa cái xác này đi đi, không có cho nó ở đây nữa. Đó là 6 năm trường. Đó rồi con đi vòng vòng sống ở người ngoài không. Vì sao mày được gặp ông cấp ở đây? Cái xác này là tính nó là tự dặn nữa rồi. Tính tự dặn nữa hả? Xác này tự dặn nữa. Ở sao mày hên gặp ông cấp đó? Tính đi đâu tự dặn? Không, hồi lúc trước chưa gặp ông cấp đó, nó là tính tự dặn nữa. Rồi sao mà nó hiếm sao gặp cấp á. Ừ. Rồi bây giờ là bà thấy cái độ cái xác này là nó tu đây tới ngày thầy về được chưa? Độ đây là ở dương cấp luôn tới nhà nó. Tới biết thầy giờ của nó thì nó trở về niệm một hông. Về niệm một hông nữa hả? Mà không, cái niệm một hông thì cái đó là... Không, cái niệm một hông là tới ngày nó biết tuổi của nó. Dạ. Như vậy thì bà thấy nó bây giờ là nó làm công quả với cúng lại, như nghe giảng kinh tối ngày vậy, bà thấy nó tu gì được chưa? Được rồi, cảm ơn cấp nhiều lắm. Rồi bây giờ bà thường thường là bây giờ bà về núi học đạo hay là bà ở đâu? Cũng về học đạo, bà lâu về niệm cái xác một chút là cũng như là nhắc nhở cho nó lên đó, bà niệm Phật. Ừ. Rồi chứ không giữ cái xác, đâu lâu giữ cái xác. Như vậy thì bây giờ bà thấy nó về núi Cấm đây, bà thấy nó về bà vô hay là ở nhà bà cũng có thường xuyên? Theo nó hồi sáng về. À. Như vậy thì bà thấy là nó vui không? Về dẫn về lâu lâu về thăm núi bà thấy vui không? Vui. Vậy hả? Như vậy thì bà nói chung là muốn gặp lại cái xác này là bà có xin phép chư thần không? Có. À, coi như là xin phép ha. Xin phép hồi lúc 3 giờ sáng. 3 giờ sáng hả? Tại tại một nữa. Ừ. Như vậy thì coi như là bà ở đây bà học đạo với chư thần. Như vậy thì lâu lâu rồi bà có về thăm cái xác, bà đổi xác không? Là mỗi lần thăm xác là phải xin phép chư thần ha. Xin thần. À. Rồi nhắc nhở cho nó là lên là chính hối của
như vậy thì bà ngày nay bà xin phép chư thần đi theo cái xác này bao lâu, hay là bà đi thăm nó chút rồi bà về? Thăm cái xác về rồi hãy xả xác ra. À, coi như là bà mới đi là góc này tôi có gặp một huynh đệ của trong cơ quyền theo hộ xác mình, anh vừa chất thuốc cho nó. Rồi nó có kể cho nghe. À, có nghe. Hàng đêm chắc ông chất thuốc cho nó. Vì cân cơ thể rồi hắn trao lại là cấp bên của quyền cấp nghe. Dạ. Giờ cờ gửi cái xác này với ông như chừng nào nó biết chăm sửa cái nó mà nó trở về trên đó. À. Vậy thì bà còn nhắn gửi gì với mấy người Cà Mau đây? Hồi đó giờ là ít có gặp cái vấn đề phần hồn mà vô trong giá. Bà có đây là có nhắn gửi cả bà con Cà Mau này không, gì tu hành không? Bà cũng rất gửi cái đồng đạo ở Cà Mau cũng theo được cái sách này. Con cũng cảm ơn nhiều tất cả, cầu chúc cho Cà Mau được tâm phán nhận về tu hành. Nam mô A Di Đà. Như vậy thì thôi, bây giờ bà đi hay sao? Đây rồi.